Được chưa? Báo cáo nha anh em. Hồ Nga Kiên. Tôi suýt móm anh em ạ. Trời, tới hồ mới nguy hiểm quá. Tiếp tục series tại Lâm Đồng. Hôm nay mình đã có mặt tại hồ câu cá Nga Kiên nha anh em. Hồ này thì chuyên săn hàng và có một số hồ câu đài. Bắp, trần sơ và ốc nha anh em. Một ít ốc thôi, chung chỉ vô khoảng nửa nắp thôi. Mình có nghe nói anh em chia sẻ hồ này thì nó ăn ốc không. Thế nên là hôm nay mình cũng thử chơi mồi bắp nữa. Đây là 1 kg bắp. Mình vô 2 nắp nha anh em. Rồi. Thơm. Tôi ăn trước cho cá ăn theo nha. Rồi. Ngon quá. Ốc thì không ăn được nha, cái ốc thì tôi bó tay. Xem hôm nay câu hồ mới xem như tổ có đãi người mới không. Ok, bây giờ anh em chúng ta đi câu ha. Ngon quá. Rồi. Hôm nay tôi câu cây cần thanh tú hồ khố 6m3. Hồ này giới hạn cần 6m3 nha anh em. Trục là 8 chấm. Dây bê 2 chấm. Đó. Phao săn hàng phao số 2. Ok. Bây giờ mình sẽ móc mồi móc ốc vào đi câu ngày hôm nay. Hôm nay mình câu thử thôi, xem như thế nào. Ra cận nha anh em. Hy vọng hôm nay không móm. Đưa là sáng kia móm. Ây, mày hả? Hôi chấm nè. Cái ấy to lắm. Khô vẻ rồi, con này thì ăn mồm rồi. Ây, chờ mày thì sớm là mày hạ bưởi. Con này to lắm, con này phải 18 kg. Dễ gì gãy được. Đâu vào tao. Em nghi con này dính vô cái đuôi như vậy. Miệng. Hôm nay mình do hồ Nga Kiên cảm nhận. Hồ Lâm Đồng rất là khó ăn anh em ạ. Tôi suýt móm. Đây. Lâu lắm cứ dòng đi. Từ. Đợi mày từ sớm bây giờ. Anh đừng có lên con cái chê là em không bao giờ em chơi với anh thử luôn á. Không, con này không phải cái chê. Cái chê nó gục đầu cành liền. Đảm bảo không phải chê. Ghi là chấm trắng. Không, chấm đen. Đen. Chấm trắng nó chấm được. Ghi chấm trắng lắm luôn. Đen thì cứ dòng cho nó thở oxy đi rồi bác. Chạy ra tiếp rồi trời. Để anh cứ dòng cho nó mệt đi. Giờ vì giờ tới chiều chắc gì anh đã được giật nữa đâu mà. Anh em mà nói vậy chết luôn. Xóa số điện thoại luôn. Ơi, ăn đi. Mồm. Ốc mồm mồm luôn. Ốc với vàng này nha. Rồi. Con này to lắm anh ạ. Con này to lắm. Từ từ. Đây. Đừng gỡ miệng luôn, gỡ miệng luôn. Quay miệng cho anh em xem nha. Đây. Ăn miệng xịn sò nha anh em. Đó. Đó. Gỡ đi không nó hồi nó quẩy. Ok. Gỡ đi không nó hồi nó quẩy. Shit bom anh em ơi. Đây. Con này cuối cùng con này anh lợn sôi ngày rồi. Tổ đây, con này lợn sôi ngày chắc luôn. Đây. Báo cá nha anh em. Hồ Nga Kiên. Tôi suýt móm anh em ạ. Trời, tới hồ mới nguy hiểm quá. Mày á. Mày còn nữa. Mày á. Mày hả? Mày á. Ý. Gì đây? Đừng đấy. Hôm nay anh Thanh nó vào cái vây lái rồi. Phải không? Vây nào tôi cũng bắt luôn. Ăn miệng đàng hoàng. Ơ, chấm cỏ á. Ơ, còn chấm cỏ. Trời ơi. Trời ơi, con chấm cỏ á trời. Ơi. Ơi giời ơi. Ơi giời ơi, con chấm cỏ. Tuyệt vời. Rồi, cảm ơn anh trai nhiều.
Chấm trắng. Báo cá tiếp theo em cá chấm cỏ tí hon nha anh em. Chấm cỏ giỏi. Xuống kiếm con nữa nha anh em. Ok. Hôm nay hồ full cần nha anh em ạ. À, tôi tưởng là lành ít chữ nhiều móm chắc anh em ơi. Nhưng mà hên tỏ đãi người mới. Mày ơ con, mày ơ. Mày ơ. Có gì đây? Đẹp. Tiếp. Mày ơ. Con thứ ba nha anh em. Con này là mình đánh mồi ốc không à? Ốc nước vàng nha anh em, con thứ ba. Từ từ. Ừ. Seri Lâm Đồng thật là thú vị anh em ạ. À. Lần đầu tiên lên núi. Móm. Tiếp theo. Kim Thông. Một con 84. Tới. Nha Kiên. Hai con đen. Một con chấm trắng nha anh em nha. Từ từ em ơi. Cứ từ từ em ơi. Ok. Báo cá con thứ ba nha anh em. Ăn mồm đàng hoàng. Đây lên đây để cho anh em xem nè. Không đừng nâng lên. Đừng. Đây. Ăn miệng đàng hoàng nha anh em. Đó. Rồi bây giờ mình tháo ra. Báo cá con thứ ba nha anh em. Ê, quá đã này em ơi. Sướng. Hồ Nga Kiên là cá chấm đen khá nhiều. Tôi tưởng nay tôi bể đầu rồi. Ai dè. Hút chót. Vẫn cứ ngon. Thôi mà cái này mấy ký em?